Cô thân ái, chào các em. Trong tuần rồi, các em đã học xong phân môn học vần rồi, đúng không nào? Như vậy, hôm nay cô sẽ giới thiệu phân môn mới trong môn tiếng Việt, đó là phân môn tập đọc. Ở trong phân môn này, giúp các em có kỹ năng đọc đúng, đọc lưu loát và hiểu được nội dung của từng bài đọc. Và cũng trong phân môn này, các em sẽ tìm hiểu được các bài đọc trong các chủ điểm khác nhau. Như vậy, ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em chủ điểm đầu tiên trong môn tập đọc, đó là chủ điểm nhà trường. Bây giờ, cô mời các em quan sát giúp cô bức ảnh. Các em hãy cho cô biết bức ảnh này được chụp ở đâu và các bạn trong bức ảnh đang làm gì. Đúng rồi, bức ảnh này được chụp trong sân trường Lê Văn Tám của mình và đó là một buổi sinh hoạt dưới cờ. Vậy trường học gồm có những ai? Trường học đã dạy chúng ta được điều gì? Thì bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc đầu tiên nhé. Bài tập đọc đầu tiên chúng ta học đó là bài Trường Em. Bài tập đọc Trường Em ở trang 46, sách tiếng Việt lớp 1 tập 2. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu lần 1, các em chú ý lắng nghe nhé. Trường em, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay. Em rất yêu mái trường của em. Cô giới thiệu với các em bài tập đọc cô vừa đọc, đó là dạng một bài văn. Trong bài văn thì có rất là nhiều câu và nhiều đoạn được ghép lại với nhau. Thì trong những tiết học trước, cô đã hướng dẫn cách xác định câu rồi. Bây giờ cô sẽ nhắc lại một lần nữa, các em chú ý lắng nghe. Khi chúng ta xác định một câu, thì đầu câu các em thấy có chữ được in hoa và cuối câu có dấu chấm. Và đây là câu số 1. Câu 1 bắt đầu từ trường học cho đến của em. Tương tự, các em hãy xác định xem trong bài trường em này có bao nhiêu câu. Các em hãy xác định đi nào. Như vậy, bài tập đọc trường em có 5 câu. Câu thứ hai là ở trường cho đến như anh em. Câu thứ ba là từ trường học cho đến thành người tốt. Câu thứ tư, trường học cho đến những điều hay. Và câu thứ năm là em rất yêu cho đến của em. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các em xác định được trong bài trường em có 5 câu. Để giúp các em luyện đọc đúng, đọc lưu loát các câu này, cô hướng dẫn cho các em đọc từng câu nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc câu 1. Khi đọc câu 1 thì chúng ta sẽ đọc luôn phần tựa bài. Trường em, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở câu 1, các em chú ý từ thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc câu 2. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trong câu này thì các em lưu ý từ cô giáo. Chúng mình sẽ luyện đọc câu 3. Trường học dạy em thành người tốt. Trong câu này thì chúng ta sẽ lưu ý từ dạy em. Tiếp tục đọc câu 4. Trường học dạy em những điều hay. Và trong câu 4 này chúng ta cần luyện đọc đó là từ điều hay. Và chúng mình cùng đọc câu cuối cùng. Em rất yêu mái trường của em. Ở trong câu này thì các em cần lưu ý
luyện đọc hai từ, đó là từ rất yêu và từ mái trường. Bây giờ cô mời các em đọc lại những từ khó này theo cô nhé. Từ thứ nhất, thứ hai. Trong từ thứ hai này thì các em lưu ý cho cô tiếng hai. Tiếng hai có vần ai? Và từ tiếp theo chúng ta cần luyện đọc đó là từ cô giáo. Trong từ cô giáo này thì các em cần lưu ý âm gì? Các em tránh nhầm lẫn với âm giờ nhé. Từ thứ ba đó là từ dạy em. Trong từ dạy em các em cần lưu ý tiếng dạy. Tiếng dạy mang vần ai? Các em tránh nhầm lẫn với vần ai nhé. Và tiếp theo đó là từ điều hay. Trong từ điều hay này chúng ta cũng chú ý đó là vần ai. Và tiếp tục trong từ rất yêu các em lưu ý âm r. Các em tránh nhầm lẫn giữa âm r với âm g nhé. Và từ cuối cùng đó là từ mái trường thì các em lưu ý âm tr. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đọc từng từ nhé. Thứ hai. Các em đọc lại đi nào. Thứ hai. Cô giáo. Cô giáo. Dạy em. Dạy em. Điều hay. Điều hay. Rất yêu. Rất yêu. Mái trường. Mái trường. Các em đã nghe rõ chưa nào? Bây giờ các em hãy đọc lại một lần nữa nhé. Bây giờ cô và các em đọc một lần cuối cùng. Thứ hai, cô giáo dạy em điều hay, rất yêu mái trường. Các em vừa luyện đọc xong các từ khó, bây giờ cô và các em cùng luyện đọc lại các câu trong bài cho lưu loát hơn. Ở câu 1, khi đọc các em đọc luôn cả phần tựa bài nhé. Trường em. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Bây giờ các em hãy đọc lại đi nào. Câu thứ hai. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Các em hãy đọc đi nào. Tiếp theo câu 3. Trường học dạy em thành người tốt. Các em đọc. Cô đọc câu 4. Trường học dạy em những điều hay. Các em đọc. Và câu cuối cùng. Em rất yêu mái trường của em. Mời các em đọc. Các em lưu ý khi đọc, chúng ta sẽ nghỉ hơi khi kết thúc một câu và ngắt hơi sau dấu phẩy. Tuy nhiên ở câu thứ hai khá dài nên các em sẽ ngắt hơi sau từ ở trường. Các em hãy nghe cô đọc lại câu 2. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Các con hãy luyện đọc lại câu 2 đi nào.
Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các em luyện đọc từng câu. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em trong bài tập đọc trường em này có bao nhiêu đoạn. Trong bài tập đọc trường em này có 3 đoạn. Các em hãy lưu ý cho cô đoạn thứ nhất là từ trường học cho đến của em. Đây là đoạn 1. Đoạn 2 là dòng chữ màu hồng bắt đầu từ ở trường cho đến điều hay. Đó là đoạn số 2. Đoạn 3 là đoạn còn lại, từ em rất yêu cho đến của em. Bây giờ cô và các em cùng luyện đọc nhé. Trường em. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Như vậy chúng ta vừa đọc xong đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay. Chúng mình cùng luyện đọc đoạn 3 nhé. Em rất yêu mái trường của em. Các em hãy đọc lại đoạn 3 đi nào. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc 3 đoạn của bài trường em. Bây giờ các em hãy quan sát. Đoạn 2, cô sẽ giải nghĩa cho các em 3 từ sau đây. Từ thứ nhất đó là từ thân thiết. Thân thiết có nghĩa là gần gũi và gắn bó mật thiết với nhau. Từ thứ hai là từ người tốt. Người tốt là người biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Và từ thứ ba đó là từ điều hay. Điều hay là những điều tốt đẹp, đúng đắn. Các con đã nhớ chưa nào? Vừa rồi cô và các em cùng luyện đọc câu, đoạn. Thì bây giờ cô cho chúng mình cùng nhau đọc toàn bài nhé. Trường em. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay. Em rất yêu mái trường của em. Bây giờ các em hãy đọc lại. Như vậy các em đã đọc toàn bài rồi. Cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài nhé. Để tìm hiểu được nội dung của bài, cô trò chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi sau đây. Câu 1. Trong bài trường học được gọi là gì? Để trả lời câu hỏi này, cô mời các em đọc lại đoạn 1. Sau khi đọc xong đoạn 1, cô tin rằng các em đã tìm được câu trả lời cho riêng mình rồi, đúng không nào? Vậy, trong bài, trường học được gọi là gì? Trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em. Các em có đáp án giống cô không nào? Vậy, vì sao trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp câu số 2. Câu 2, nói tiếp. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại đoạn 2. Các em đã có câu trả lời chưa? Như vậy, trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Chúng ta vừa trả lời xong các câu hỏi trong bài.
Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã thấy được sự thân quen của ngôi trường giống như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Qua đó, các em phải biết yêu thương bạn bè, phải biết kính trọng thầy cô giáo. Các em đã nhớ chưa nào? Các em đã học xong bài tập đọc trường em rồi. Nhiệm vụ của các em là sẽ đọc kỹ các yêu cầu của bài tập sau đây. Chúng ta sẽ có 3 bài tập, đó là câu 1, câu 2 và câu 3. Các em hãy đọc kỹ từng yêu cầu của từng bài và trả lời theo đúng yêu cầu nhé. Và trong phần dặn dò, chúng ta sẽ có một phiếu luyện viết cỡ chữ 1 ô ly. Các em hãy viết các con chữ này. Các em hãy lưu ý cỡ chữ này là cỡ chữ 1 ô ly nhé, để viết cho chính xác. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Thân ái chào tạm biệt các em.